Nếu bạn đang tìm kiếm những điểm du lịch gần thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm kỳ nghỉ 2/9, hãy cân nhắc những lựa chọn thú vị sau đây. Những hoạt động trekking và cắm trại sẽ mang đến cho bạn cơ hội thư giãn trong thiên nhiên sau những ngày bận rộn tại thành phố, mà không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn. Dưới đây là 5 điểm du lịch thiên nhiên gần thành phố Hồ Chí Minh mà anh Nguyễn Hiển, một hướng dẫn viên du lịch, đề xuất cho chuyến hành trình 1 ngày 2 đêm, giúp bạn có một kỳ nghỉ thú vị mà không cần quá nhiều ngân sách. 1. Vườn Quốc gia Cát Tiên. Khoảng cách 148 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí 1,3 triệu đồng. Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đường đi bằng xe máy hoặc ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây mất khoảng 3 giờ. Bào Sấu, vùng đầm lầy nằm ở phía nam của vườn quốc gia, là nơi sinh sống của cá sấu xiêm, một loài cá sấu nước ngọt Đông Nam Á. Một chuyến thăm thú Cát Tiên trong vòng 2 ngày 1 đêm với ngân sách dưới 3 triệu đồng là khả thi. Du khách có thể lựa chọn lưu trú ở homestay, resort hoặc trải nghiệm cắm trại trước khi bắt đầu hành trình trekking hoặc đạp xe khám phá khu rừng. Các hoạt động thú vị như săn cá sấu trên vùng đầm lầy Bảo Sấu, tham quan cây cổ thụ, xem thú đêm sẽ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn. 2. Suối La Ngâu, Đồng Nai. Khoảng cách 192 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí 1,2 triệu đồng. Suối La Ngâu nằm ở thượng nguồn sông La Ngà và được bao bọc bởi rừng tánh linh. Đây là một nơi mang lại cảm giác nguyên sơ, yên tĩnh, làm cho suối này trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm xa cách với thế giới ảo và thỏa sức khám phá thiên nhiên. Du khách thường tham gia các hoạt động cắm trại xung quanh suối, tắm suối và thậm chí chèo kayak trên nước. Một chuyến đi khoảng 1,2 triệu đồng sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị và thư giãn trong bản sắc hoang dã của thiên nhiên. Dưới đây là những lựa chọn thú vị cho kỳ nghỉ cắm trại gần thành phố Hồ Chí Minh, cho bạn cơ hội trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên đầy thú vị. Bạn có thể chọn dựng lều tại các bãi tự phát hoặc tận hưởng cảm giác tiện nghi với dịch vụ glamping, cắm trại tiện nghi. Anh Đỗ Hiếu, chủ khu cắm trại Bù Kem ở La Ngâu, chia sẻ rằng hiện khu vực này chỉ có 2 điểm cắm trại có giấy phép hoạt động, còn lại là bãi tự phát. Chi phí cắm trại trọn gói tại Bù Kem dao động từ 650.000 đồng mỗi khách một đêm, đã bao gồm các bữa ăn. Vì lượng lều trống có view đẹp càng ít khi đến gần ngày lễ, du khách nên đặt chỗ trước nếu muốn tận hưởng trải nghiệm này. 1. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Bình Phước. Khoảng cách 190 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí 1,3 triệu đồng. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nằm ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, với diện tích hơn 25.000 ha. Tại đây, du khách có thể thực hiện trekking, thả mình vào khung cảnh cánh rừng lộ ô, cây họ Dầu và nhiều loài cây đặc trưng khác của khu vực Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật cũng là điểm thú vị để tìm hiểu về tập tính sinh thái và các loài linh trưởng, động vật ở vườn quốc gia. Các tour trekking trọn gói tại đây có giá khoảng 2,5 triệu đồng. 2. Mũi Yến, Bình Thuận. Khoảng cách 237 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí 1,2 triệu đồng. Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách khu du lịch Bầu Trắng không xa. Đến Mũi Yến, du khách có thể tận hưởng cảm giác yên bình, tĩnh lặng của thiên nhiên biển cả. Chi phí cho một chuyến đi cắm trại tại đây khoảng 1,2 triệu đồng, bao gồm cả việc thưởng thức các món ăn đặc trưng như rau rừng, canh thụt, vịt quay lá mắc mật. Những trải nghiệm tại Mũi Yến sẽ giúp bạn thư giãn, nạp lại năng lượng trong không gian biển xanh và bãi cát trắng.